Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, gạch ngang HDTV, website hungyentv.vn. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Sáng nay, Công an tỉnh Hưng Yên ra quân tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian kiểm tra từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 tiến hành kiểm tra xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạm đình chỉ hoạt động theo đúng quy định. Đặc biệt là cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm, cháy nổ cao như khách sạn, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường. Thông qua đây sẽ đánh giá thực trạng để khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập cho công tác này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân. Gần 376.000 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân đăng ký sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSID. Được biết, thời gian qua, ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSID đã được nâng cấp, hoàn thiện, bổ sung nhiều tính năng, tiện ích, bảo đảm tính ưu việt, tiện dụng hơn cho người sử dụng, dễ dàng tra cứu thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các dịch vụ công trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, qua đó giúp người tham gia chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm quyền lợi của bản thân. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hưng Yên vừa họp kỳ thứ 29 xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi ủy chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí lãnh đạo công ty. Sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo kết quả xem xét đề nghị thi hành kỷ luật, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy chi ủy chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hưng Yên đã vi phạm trong thực hiện quy chế làm việc của chi ủy chi bộ, không chủ động tham mưu chi bộ kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến để công ty ký hợp đồng cho thuê một phần trụ sở gắn liền với đất, vi phạm quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công, luật đất đai và quy định về việc xác định giá cho thuê. Các đồng chí Vũ Đăng Định, bí thư chi bộ, chủ tịch công ty, Đinh Thị Hồng Bích, chi ủy viên, giám đốc công ty, Nguyễn Chí Cường, phó bí thư chi bộ, phó giám đốc công ty, Đặng Ngọc Tám, kế toán trưởng công ty đã vi phạm thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của chi ủy chi bộ và trong chấp hành quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công, luật đất đai và quy định về việc xác định giá cho thuê. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hưng Yên đã quyết định thi hành kỷ luật đối với chi ủy chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí trên bằng hình thức khiển trách. Huyện Khoái Châu có 9 thôn đang phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. 9 thôn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tập trung tại các xã Bình Minh, Đông Tảo, xã Ông Đình, xã Dân Tiến, Đồng Kết, Việt Hòa, Thành Công, Thuần Hưng và Bình Kiều. 9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Khoái Châu đạt trên 300 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư đạt gần 100 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 85 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,38%, hộ cận nghèo còn 1,69%. Việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo nên những miền quê đáng sống. Sáng mai 28 tháng 10 diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 năm 2022 tại quảng trường thành phố Hưng Yên. Đến thời điểm này, ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị để hướng tới một kỳ đại hội thành công. Điểm nhấn của lễ khai mạc là phần biểu diễn nghệ thuật chào mừng đại hội có quy mô hoành tráng với sự tham gia của 200 diễn viên học sinh và quần chúng nhân dân. Chương trình gồm 3 chương với những tiết mục ca múa nhạc, đồng diễn dân vũ đặc sắc nhằm quảng bá ca ngợi mảnh đất con người Hưng Yên, đồng thời khái quát được những thành tựu của thể thao Hưng Yên trong những năm qua. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên có 15 môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội. Lễ khai mạc đại hội sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 10 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tăng lương sớm từ mùng 1 tháng 1 năm 2023 để niềm vui người làm công ăn lương. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, khẩn trương thực hiện rà soát kỹ các quy định và văn bản liên quan đến Nghị định 31, bảo đảm phù hợp và bám sát nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách để kịp thời nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền, tổ chức phổ biến, giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách, tạo tâm lý đồng thuận để thúc đẩy triển khai thực hiện chính sách trong cả nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo các bộ, ban ngành liên quan trong việc thúc đẩy triển khai Nghị định 31 về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, khẩn trương thực hiện rà soát kỹ các quy định và văn bản liên quan đến Nghị định 31, bảo đảm phù hợp và bám sát nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách để kịp thời nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền, tổ chức phổ biến, giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách, tạo tâm lý đồng thuận để thúc đẩy triển khai thực hiện chính sách trong cả nước. Công an Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Thành ở quận Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra xử lý về tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Đối tượng đã dùng căn cước công dân giả mở nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau. Thành đã dùng một số tài khoản ngân hàng này vào mục đích đánh bạc online cũng như bán cho những người có nhu cầu. Để phòng chống loại tội phạm trên, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng và căn cước công dân để các đối tượng lợi dụng, sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Tăng cường quản lý, bảo vệ, điều tra các vụ mất cắp sâm ngọc linh. Trước thực trạng một số hộ dân trồng sâm ngọc linh bị kẻ xấu đột nhập trộm sâm, gây lo lắng bất bình trong nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tumorong, Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo vệ, điều tra các vụ mất cắp sâm. Theo đó, yêu cầu công an huyện tăng cường kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời khẩn trương vào cuộc điều tra, kiên quyết tìm ra thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp sâm ngọc linh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo lực lượng công an, các ban ngành đoàn thể ra soát, kiểm tra tất cả trường hợp mua bán sâm ngọc linh trên địa bàn thời gian qua, đặc biệt giao dịch mua bán sâm chưa đến tuổi khai thác. Các trường hợp mua bán sâm ngọc linh phải chứng minh được nguồn gốc, nếu có nghi vấn cần theo dõi, điều tra, xử lý theo quy định. Như tin đã đưa, ngày 19 tháng 10, có 6 hộ dân ở làng Đắc Viên Linh, xã Văn Xuôi phát hiện vườn sâm của gia đình trồng tại tiểu khu 237 bị kẻ gian đột nhập nhổ trộm hơn 100 cây sâm ngọc linh. Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia cho biết chỉ trong vòng một đêm, họ đã giải cứu hơn 1.150 người di cư trên hai tàu cá trên biển Địa Trung Hải và vớt được hai thi thể người di cư. Hai cuộc giải cứu diễn ra ngoài khơi đảo Sicily sau khi lực lượng chức năng nhận được cảnh báo của nhóm cứu hộ những người di cư. Từ lâu, Italia đã nằm trên tuyến đường di cư chính của người từ châu Phi muốn vào châu Âu. Mỗi năm nước này nhận hàng chục nghìn người liều mình vượt qua tuyến đường biển chết chóc nhất thế giới trên Địa Trung Hải. Bộ Y tế Uganda cho biết nước này đã ghi nhận hơn 30 ca tử vong do dịch bệnh Ebola bùng phát. Theo thông báo, Bộ Y tế xác nhận đất nước châu Phi này đã ghi nhận hơn 109 ca nhiễm bệnh Ebola, trong đó có 30 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm bệnh có 15 người là nhân viên y tế và 6 người trong số đó đã thiệt mạng. Con số nghi nhiễm đã tăng khá cao so với số 35 bệnh nhân được ghi nhận vào hôm 30 tháng 9. Chủng Ebola gây nên đợt dịch ở Uganda là chủng Sudan, hiện chưa có vaccine để phòng ngừa. Tỷ lệ tử vong do Ebola chủng Sudan đã tăng lên từ 41% đến 100% trong các đợt bùng phát gần đây nhất. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết, một công cụ quỹ đạo họ phát hiện lượng lớn khí metan, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính trên phạm vi toàn thế giới. Theo đó, quang phổ kế hình ảnh EMIT của NASA đã phát hiện hơn 50 điểm siêu phát xạ khí metan ở Trung Á, Trung Đông và Tây Nam Mỹ kể từ khi được lắp đặt hồi tháng 7 vừa qua trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Khí metan cũng là một trong số các khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trong khi CO2 có thể tồn tại trong khí quyển nhiều thế kỷ. Metan chỉ tồn tại khoảng một thập kỷ, đồng nghĩa việc giảm khí thải metan có hiệu quả ngay lập tức đối với việc ngăn chặn sự ấm lên toàn cầu. Một vận động viên người Philippines vừa lập kỷ lục Guinness Thế giới thứ hai về nhảy dây với hơn 3.700 lần nhảy chéo tay liên tục. Thông báo từ tổ chức kỷ lục thế giới Guinness cho biết, vận động viên Ryan Alonso, 35 tuổi, đã hoàn thành 3.731 lần nhảy chéo tay liên tục, phá kỷ lục trước đó là 2.405 lần. Đây là lần thứ hai Alonso lập kỷ lục thế giới về nhảy dây. Năm 2021, tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận kỷ lục thực hiện 40.980 lần nhảy nhịp kép trong 12 giờ của Alonso. Vận động viên cho hay sức bền là yếu tố để lập hai kỷ lục và từng tập luyện non marathon. Điều đó giúp anh chuẩn bị cả về thể chất lẫn tinh thần cho hoạt động này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Để gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi, quý vị hãy gửi về các địa chỉ email thoisuhi@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, gạch ngang HITV. Để xem lại bản tin, quý vị hãy truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, gạch ngang HITV, website hungyentv.vn, YouTube Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.